Xin chào các thính giả. Đây là video nằm trong chuỗi video tâm sự về chuyện nghề, chuyện tài chính của kênh. Nếu anh chị và các bạn có tâm sự hay thắc mắc nào về câu chuyện nghề nghiệp hay các vấn đề tài chính cá nhân, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi trong đường link dưới phần mô tả. Và tôi là Thu Uyên, người sẽ đồng hành cùng anh chị trong video ngày hôm nay. Tỷ phú Lý Gia Thành từng nói một câu: trước 30 tuổi, mọi người đều dựa vào sức lực hoặc trí thông minh để kiếm tiền. Nhưng sau 30 tuổi, người ta dùng tiền để kiếm tiền. Triết lý mà vị tỷ phú Hồng Kông đưa ra là rằng khi còn trẻ, cần tận dụng sự giàu có của tuổi trẻ để làm giàu. Đó là sự giàu có về trí lực và sức khỏe. Khi đã lớn tuổi hơn, tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm qua những bài học thì hãy biết tận dụng chúng để điều khiển tiền, tạo ra tiền. Để có thể cất cánh cao, rõ ràng bước tạo đà rất quan trọng. Những năm tháng tuổi trẻ chính là bước đà cho thành công về sau. Nếu tuổi trẻ không sống giá trị thì lấy đâu cơ sở cho tuổi trung niên tỏa sáng, tuổi già an nhàn sung túc. Thế nhưng, giờ đây nhiều bạn trẻ đang bán tuổi trẻ của mình với giá quá rẻ và chìm đắm trong sự an toàn bất ổn. Những người trẻ tuổi 18 đôi mươi làm những công việc như giao hàng, bảo vệ, bồi bàn, tiếp tân hay nhân viên bán hoa quả. Những công việc này có ưu điểm là đem lại những đồng lương quý giá cho những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đây cũng là những công việc lương thiện, không có gì xấu hổ khi làm ra những đồng tiền lương thiện để nuôi sống bản thân mình. Thế nhưng, nếu chìm đắm trong sự an toàn bất ổn đó, chẳng phải các bạn đang ngược đãi tương lai của chính mình hay sao? Hay những người trẻ sáng đi làm, tối đi về, sau 8 giờ công sở cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, chìm đắm vào những trang mạng xã hội, những bộ phim, những cuộc vui đến khuya rồi lại bắt đầu cho ngày làm việc tiếp theo. Vốn của tuổi trẻ là sức khỏe và trí lực. Nếu không biết chuyển đổi nguồn vốn này thành một dạng tài sản khác, các bạn lấy đâu vốn dùng cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc đời khi sức khỏe đi xuống, trí lực ngày càng ù lì hơn vì không được rèn luyện thường xuyên. Có một câu chuyện rằng, có một người thầy giáo, ông rất giỏi tiếng Anh. Khi theo một chương trình nghiên cứu đi Mỹ, ông đã kể chuyện với những người đồng nghiệp về cuộc đời mình. Ông kể rằng năm 14 tuổi, vì gia đình gặp nạn, cha ông đi tù, mẹ ông từng người làm công chức phải ra hàng chạy chợ kiếm tiền nuôi 4 đứa con. Ông vì là lớn nhất nên phải theo mẹ ra chợ giữ xe, nghỉ học sớm. Hằng ngày trước khi ra chợ theo mẹ, ông xé một trang trong quyển từ điển tiếng Anh loại rẻ tiền mà ông mua ở một hàng sách cũ, dắt theo trong người, rồi ra bãi giữ xe. Hết ngày hôm đó, dù có phải dắt xe hay không dắt xe, đông khách hay không đông khách, ông cũng quyết phải học thuộc các từ trong ấy, dùng bút chép lung tung vào quyển vở mang theo. Quyển từ điển rồi cũng vơi dần, ông cũng thuộc thêm nhiều từ, nhiều câu, cộng với mấy quyển sách học viết, ông tự học tiếng Anh và vẫn đi giữ xe, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em. Đó là một phần câu chuyện trong cả hành trình cố gắng để tạo nên một người đàn ông thành đạt ngày hôm nay. Ông đã giúp bản thân giỏi hơn mỗi ngày, dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất cuộc đời. Người trưởng thành là những người phải chịu trách nhiệm cuộc sống của chính mình, sau đó còn là cuộc sống của những người thân yêu. Ban ngày đi làm kiếm tiền, đó có thể là những công việc bản thân yêu thích hoặc không. Thế nhưng bạn cần nó để giúp mình đạt được một mục tiêu nào đó, để học thêm kiến thức, để rèn luyện thêm kỹ năng, hoặc đơn giản chỉ để kiếm sống, để giúp bạn có thể đạt được mục tiêu lớn hơn. Sau giờ làm hoặc vào những thời gian trống, hãy đọc sách, tìm tòi gì đó khiến bạn đam mê, như tôi đã chia sẻ trong tâm sự số 1, cơn đau đầu dễ chịu. Thiên tài trong lĩnh vực đầu tư Warren Buffett đã nói rằng: đầu tư vào bản thân càng nhiều càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của mình cho tới thời điểm này.
Trong cuộc đời này, có 3 thứ nhất định bạn phải đầu tư để bản thân ngày càng có giá trị hơn. Đó là trí tuệ, thương hiệu cá nhân và mối quan hệ. Bạn thân mến, vào lúc nào đó, ta phải dùng tuổi trẻ của mình một cách đáng giá, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghi lấy, hay muôn vàn những cám dỗ vui vẻ hấp dẫn kéo ta đi. Các bạn hãy tự nhủ rằng, mình phải biết một thứ gì đó thật tốt, phải có một chuyên môn gì đó, dù nhỏ tí xíu và đơn giản, phải có tri thức cho chính mình, dù là ít hay nhiều.